Chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay là tối ngày 19 tháng 11 2021. Chúng ta hãy cùng tắt đèn để tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19 và cầu mong cho họ được mau siêu thoát. Các anh chị và các bạn cùng xem video nhé. Và xem lại những gì trong mùa Covid đã đi qua và trải qua cho chúng ta nha các bạn. Hai cái đầu ngõ là vùng xanh của mình, thì đề nghị những anh thanh niên ở trong xóm này tự giác mỗi người, ví dụ như là buổi sáng á, là cử 2 người, buổi chiều 2 người, cũng là bà con anh em trong xóm mình tự giác ra để làm cái công tác này. Thứ nhất á, là để bảo vệ cho bà con mình chứ không phải là bảo vệ cho tôi. Thứ hai á, là nằm ở trong cái khu vực hiện nay là mình ở trong cái vùng xanh, được sự cho phép, được sự quyết định của quý ban, cho nên là đề nghị bà con mình chấp hành hiện nay là không được ra khỏi đường, hạn chế tối đa. Mình đề nghị bà con mình chấp hành cái chỉ thị 16 trong ngày mai, chiều nay và ngày mai là để siết chặt cái vấn đề là chỉ thị, thì bà con mình phải chấp hành cái chủ trương, cái chỉ thị không ra khỏi nhà. Thực sự là không có việc gì cần thiết là bà con mình không nên ra khỏi nhà. Nếu như bà con mình không chấp hành bước ra khỏi nhà thì sẽ có cái vấn đề mà đội xử lý của ủy ban phường xử lý bà con mình, thì đề nghị bà con mình chấp hành. Thứ hai là hiện giờ tôi đang đi lấy danh sách mét cái vấn đề mà hỗ trợ cho bà con trong vấn đề mà thất nghiệp.